Xin chào quý anh em. Hôm bữa quý anh em mình hỏi mình mấy con tàu cá này bao nhiêu tiền. Bữa nay trả lời anh em là mấy con tàu này tầm mười mấy tỷ rồi chứ không có cao anh em ơi. Mỗi chiếc mười mấy tỷ gì thôi. Hôm nay mình review hai siêu phẩm cho mấy anh em mình xem ha. Tàu cá của anh Lực đóng theo mẫu tàu cá Bình Định và tàu cá của anh Châu đóng theo mẫu tàu cá của Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Bây giờ mời anh em cùng theo chân mình để khám phá nha. Tàu cá lưới quay đêm của anh Lực dài 23 mét, sử dụng động cơ trang ma 1000 mã lực đã chở lưới rồi nha anh em. Đứng trên góc này để quay cho anh em thấy toàn bộ thân tàu lúc anh Lực đã chở lưới ha. Ghe được trang bị máy đo dòng chảy, radar, máy dò chụp. Phía bên dưới kia cũng có một chiếc thiệt lớn dài cũng tầm 2-3 mét, đó là tàu cá của anh Châu. Tàu cá của anh Lực thì đóng theo mẫu tàu cá của Bình Định, Bình giới thiệu cũng rất là kỹ dịch. Chi tiết này có lẽ anh em cũng nắm rõ rồi. Còn phía dưới kia là tàu cá của anh Châu đóng theo mẫu tàu cá của Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Ngầu quá ha. Mấy anh em chở lưới hết trơn rồi. Đây mình đi lại gần để quay cận cảnh tàu cá của anh Lực cho quý anh em mình xem lúc hạ thủy qua chở lưới ha. Ghe mới keng nhìn đẹp quá. Mình xuống bên dưới này để quay tàu cá của anh Châu luôn cho quý anh em mình xem ha. Đây tàu cá của anh Lực nè. Phía bên này là tàu cá của anh Châu. Cận cảnh thân tàu cá của anh Châu quý anh em mình xem. Phía bên dưới này có tàu cá Trường Sa 09. Tàu cá cũng đã chở lưới xong, sử dụng cái miếng tủ lưới màu đỏ. Tàu nhựa composite sử dụng động cơ 6 Doosan V12. Đây mình lên tàu cá của anh Châu quay hoài vòng cho anh em mình xem lúc anh chở lưới ha. Đây mình đã lên trên tàu cá của anh Châu rồi, bây giờ đi tới cái khu vực mấy anh em chở lưới và sửa sang. Xin chào anh Châu. Hot boy mặc quần đùi lái ghe tiền tỷ nè anh Châu. Ở bên anh hai mặc đồ đẹp á nha, nay quay phim nhiều cho nên là mặc đồ xấu lên hình nè. Bữa nay biết mình xuống quay phim cho nên mấy anh em làm câu chuyện lặt vặt ai cũng mặc đồ mới hết trơn.
rộng rãi ha, anh Châu anh chở lưới, nhưng mà còn khu vực phía bên này rất là rộng. Mấy con tàu cá bên đang quay là toàn là siêu phẩm không nha anh em. Đấy, quay về hướng cabin của tàu cá anh Châu cho quý anh em mình xem. Đợt này là mình tập trung quay về đoàn lưới rút của Phú Lạc. Đây mình đi tới khoang mũi đã quay một xíu về cái khu vực trước mũi và quay về hướng mặt phía bên này của tàu cá của anh Lực cho anh em mình xem. Rất đẹp ha, mới mua máy quay mới, quay đẹp quá. Đấy, tàu cá của anh Lực nhìn quá ngầu luôn. Chở lưới lúc nào mà không biết rồi, Hà Thủy đêm qua mà sáng nay lưới chở trên ghe rồi. Hai súng phen ở nữ luôn, bên tàu anh Lực thì chưa vô phen. Ủa chở lưới lúc nào vậy anh Châu? Hả? Chở lưới lúc nào vậy? Hôm qua còn ông Lực. Hôm qua, ủa ông gì tối thui vậy mà ông xuống chở luôn à? Chở tối luôn à? Hai bữa nay mặc đồ mới quá. Đấy, tàu cá của anh Châu thiết kế kiểu cabin nó giống giống như tàu cá của anh Trái. Mình lên trên khu vực bồng lái xem thử là anh Châu ảnh bắt vàng điện tử cho nha. Chưa có gắn vàng điện tử anh em ơi. Đây đứng trên khu vực lái của anh thuyền trưởng quay về cái bồng mũi cho quý anh em mình xem. Hôm bữa mình quay tàu của anh Châu nhưng mà anh đi về không có mở cabin cho nên mình không vô trong được. Thuyền trưởng đứng khu vực này, cái tầm dòm của mình tới nè, thoáng ha. Tất cả khu vực của anh em làm việc luôn, mấy chiếc ghe mà cần cảnh trước mũi là quan sát thấy rất là rõ. Bởi vì có một số tàu cá thiết kế cabin nói chung là con khu vực ngồi lái nó hơi thấp á anh em, nên là quan sát cái tầm xa với cái tầm gần khó quan sát lắm. Đứng bên góc này là quay về tàu cá của Lực đẹp nè. Đấy, nhìn dữ dằn ha. Hai chiếc Châu với Lực, chiếc nào cũng là siêu phẩm xuất sắc á, 10 phân quẹn 10 luôn. Đẹp quá. Quay lâu lâu cho quý bà con mình xem. Còn anh em xem trong video thì thấy có cái chi tiết nào mà anh em đánh giá thì anh em vô đánh giá ha. Còn tàu cá của anh Châu với anh Lực là mình quay cũng nhiều rồi cho nên là không có giới thiệu thêm nhiều nữa. Ở đây chỉ quay cảnh thôi. Dàn đèn của tàu anh Lực nè, dàn đèn của anh Lực là phè lên nhìn cũng hát chiến lắm.